Nếu mặt bằng không rộng hoặc tài chính bạn không đủ để lắp kho lạnh cửa kính trưng bày thì những dòng tủ sau đây là sự lựa chọn tối ưu dành cho các tiệm bán hoa tươi. Mua tủ trưng bày hoa cần lựa chọn kỹ loại tủ. Những dòng tủ thông thường sẽ làm chín lạnh và nhanh héo hoa tươi. Trên màn hình là những dòng tủ mát chuyên dùng trưng bày bánh kem hoặc hoa tươi. Nếu bạn cần được tư vấn mua sản phẩm, xin liên hệ số điện thoại Zalo trên màn hình, đặt hàng tại website điệnmáytânbình.com để nhận thêm nhiều ưu đãi về giá và có cơ hội nhận khuyến mãi hoàn tiền 100% trong tháng. Đây là dòng tủ mát hiệu Riêu Sinh, có xuất xứ từ Đài Loan. Ngoài tính năng giữ lại độ ẩm tốt, tủ sẽ làm cho thực phẩm tươi lâu hơn, thích hợp cho trưng bày những mặt hàng tươi sống. Tủ có chiều rộng to nhất trong cùng phân khúc, trưng bày được nhiều hơn. Ba cửa kính có tính năng sấy nóng, giúp nó không bị mờ động sương trong quá trình sử dụng. Trong thiết kế có nhiều tầng để trưng bày thực phẩm, những tuần này có thể thêm bớt hoặc tăng hạ chiều cao để phù hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Bên trong tủ thiết kế có 4 đèn LED trắng chiếu sáng, giúp sản phẩm bên trong sẽ đẹp hơn và bắt mắt hơn. Dòng tủ này có giá thành khá cao so với các dòng tủ mát thông thường. Nếu điều kiện tài chính bạn chưa đủ, bạn có thể lựa chọn sản phẩm qua sử dụng rồi. Hàng thanh lý thì bên công ty vẫn bảo hành 12 tháng. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website điệnmáytânbình.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện Máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện Máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.